Hello anh em nhá. Em này lên sóng các bác, em họ Mi yếu lửa các bác nhá. Em này cộng thêm cái lỗi xoay lóc nữa. Em bán cho các bác 800k các bác nhá. Đấy. Bảo hành cho các bác móng niếc ok nhá, chim thuần. Mỗi cái là yếu lửa thôi. Nhưng mà nó thật với các bác là con chim này ấy, dí má là búng rồi. Đấy các bác có thể thấy là thái độ rất là ok này, đấy. Đầu mặt đẹp các bác nhá. Đấy, có 800k thôi. Các bác về mang về thả AV và các bác mà chăm tốt. Các bác về nhà các bác là nó chơi luôn. Con này nó bị xoay lóc các bác. Xoay lóc cũng nhẹ thôi, không nặng đâu các bác. Mỏ trắng chân trắng này các bác, không phải chân trắng đâu, con này chân hơi lâu lâu nhưng mà mỏ trắng các bạn, chim rất là đẹp khỏe mạnh nha các bác nhá, bóng bộ đẹp, đang thay lông dở các bạn, đang thay lông thì nó yếu là đúng thôi, không có gì cả, chim bị xoay lóc các bác nhá, chim bị xoay lóc, anh em nào bố kết thì alo cho em nhá, số điện thoại của em là 0974648999 nha các bác nhá, em sẽ quay cho các bác xem rõ đầu mặt nhá, rõ đầu mặt để các bác xem nhá, đây, rõ đầu mặt để các bác xem này. Đây rõ chưa các bạn, đẹp chưa? Chim rất là đẹp các bác nhá, chim thuần đấy nhá các bác nhá. Chim thuần đấy, đẹp. Dí mái là búng nhá, bảo hành luôn cho các bác luôn. Nhưng nó chưa căng đấy, nó đang dèo mái này các bác, em đang để cái mái bên cạnh này, đang dèo mái này. Đấy, nói chung là chim này về lên lửa ngay các bạn. Con xin chào tất cả các bác nhá.